Chào mừng quý bà con cùng các bạn đến với video ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là nuôi heo nái đúng kỹ thuật sẽ có hiệu quả. Hầu hết quý bà con chỉ việc nghĩ nuôi heo nái là đúng kỹ thuật sẽ mang hiệu quả. Nhưng không, chúng ta còn những nghệ thuật và có cái cách để chúng ta tạo ra cái giá trị tốt hơn so với cái bình thường. Vậy làm như thế nào để nuôi được heo nái có hiệu quả? Hầu hết quý bà con đang chăn nuôi chỉ nghĩ rằng chúng ta có con giống có thể tự để lại, hoặc là cứ nhìn thấy con nào đẹp chúng ta để lại làm giống. Như vậy hệ quả đằng sau chúng ta sẽ vấp vào là không đạt được yêu cầu cũng như mục tiêu đề ra, làm cho chúng ta lãng phí về thời gian, tốn rất là nhiều tiền trong quá trình nuôi như vậy không hiệu quả. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý bà con cùng các bạn với ba cái bước quan trọng sẽ giúp cho quý bà con và các bạn sẽ biết được cách làm như thế nào để có được một con nái tốt hay là con giống heo nái tốt. Vậy bước số 1 đó là chúng ta cần phải lựa chọn con giống tốt ngay từ yếu tố số 1, đó là lựa chọn con giống. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn con giống như thế nào? Đặc biệt là những quý bà con mới nuôi hoặc là chưa có kinh nghiệm thì việc này rất dễ bị phạm phải. Và còn đa số là chúng ta đã nuôi thì cũng có một phần kinh nghiệm. Nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ giúp cho quý bà con rõ hơn, đó là làm thế nào để lựa chọn con nái tốt. Thì chúng ta có hai cái cách đơn giản để chúng ta có thể lựa được con nái tốt. Cách thứ nhất đó là lựa về lý lịch. Khi chúng ta xác định muốn nuôi một con heo nái được tốt thì chúng ta cần phải lựa chọn cái dòng giống mà chúng ta mong muốn. Vậy làm thế nào để biết chính xác được dòng giống như thế nào? Thông qua chúng ta tìm đến những cái trại có uy tín, họ sẽ có đầy đủ về hồ sơ, về lý lịch để chúng ta biết được con này là con thứ thế hệ thứ mấy và con bố và con mẹ là dòng giống gì. Đó, đấy là thông qua về lựa chọn về gen di truyền, thông qua gọi là hệ phàm. Thứ hai là chúng ta chọn về ngoại hình. Đây là một cái khâu cũng rất là quan trọng. Khi chúng ta chọn ngoại hình, chúng ta quan sát tổng thể từ xa đến gần, chúng ta nhìn thấy cái nết ăn của con heo nái mà chúng ta cần lựa chọn. Việc tiếp theo là chúng ta quan sát ở gần thấy diện. Thứ nhất là chân phải chắc chắn không có móng vẹo. Nếu mà có móng vẹo thì cái chân đó sau này sẽ yếu. Ngoài ra, một cái điều quan trọng hơn đó là cần phải chọn những con nái hai hàng vú là cách đều và không có vú kẹ. Đặc biệt đến phần âm hộ chúng ta quan sát được, đó là không vảnh quá và cũng không quá xuôi, liên quan đến cái sinh sản sau này. Và đặc biệt lưu ý cho tôi ở phần ngoại hình là chúng ta phải quan sát là mông nở và vai cũng nở. Tuy nhiên mông sẽ phải là to hơn vai thì những con nái sau này sinh sản sẽ tốt hơn. Như vậy có thể thông qua những cái bước mà tôi chia sẻ cho quý bà con quan sát thấy được về hàng vú là không có vú kẹ. Và một cái đặc điểm nữa là phải tránh, đó là cái vú, núm vú đầu đinh. Như vậy những cái loại này sau này khả năng sinh sản và tiết sữa rất kém thì chúng ta sẽ không chọn. Và tiếp theo đó là cái ngoại hình chúng ta nhìn tổng thể. Còn một cái điều đặc biệt là có cái tính hiền lành kết hợp với cái nết ăn tốt thì đấy là những con nái và chúng ta có thể quyết định lựa chọn. Đây là hai cái bước quan trọng, đó là chọn về gen và ngoại hình.
Và khi chúng ta chọn được con nái tốt rồi thì cái việc về đưa vào chăn nuôi lại là một câu chuyện tiếp theo. Đó là cái bước số 2. Cái bước này là bước chăm sóc và nuôi dưỡng. Hầu hết mọi người chăm sóc trong giai đoạn này không kiểm soát về nguồn thức ăn, dẫn đến tình trạng nuôi con heo nái của chúng ta quá béo hoặc quá gầy. À, như vậy liên quan đến cái chu kỳ phát dục. Chu kỳ phát dục, cứ bà con nên nhớ tôi, đó là chu kỳ phát dục. Có thể phát dục sớm và phát dục muộn, hoặc là cũng có những cái trường hợp chúng ta nuôi mãi không phát dục, hay gọi là không lên giống. Đó là do yếu tố về dinh dưỡng. Cái môi trường chăm sóc của chúng ta phải đáp ứng cái điều kiện thức ăn, nước uống và không khí ẩm độ ở trong cái chuồng nuôi phải đáp ứng được các cái chỉ tiêu, chỉ số như vậy. Có thể nói nôm na như thế này cho nó dễ hiểu hơn. Chuồng phải đáp ứng gì? Thông thoáng, không khí trong lành, không quá u ám. Đặc biệt là chuồng phải thông thoáng, đủ ánh sáng. Nếu mà nuôi nái mà chuồng thiếu ánh sáng, khả năng lên giống rất chậm. Đó là yếu tố về chăm sóc và nuôi dưỡng. Và chúng ta cần phải theo dõi các cái chỉ số về tốc độ lớn của con heo nái giai đoạn từ hầu bị cho đến khi kiểm định. Ở bước này chúng ta sẽ khó hình dung ở đây bước kiểm định là gì. Là chúng ta bắt đầu lấy giống lần một thì gọi là kiểm định. Và sau quá trình như vậy chúng ta sau cái kiểm định đấy hai lứa, nếu chúng ta thấy được cái con heo nái này mà đẻ được từ trên 10 con tỷ lệ đồng đều thì lúc đó chúng ta đã quyết định giữ con heo nái này để nuôi phát triển tiếp theo. Còn ngược lại không đáp ứng được ở cái giai đoạn kiểm định này, không đáp ứng được, chúng ta nên loại thải để đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Đó, đấy là cái khâu về chăm sóc nuôi dưỡng. Về cái khâu thứ, cái bước thứ ba mà tôi đang nói đến, chúng ta có đầu vào là chọn con giống tốt, chăm sóc tốt, nhưng có một yếu tố tác động đó là dịch bệnh. Vậy tôi đề nghị quý bà con cùng các bạn, đây là yếu tố không thể bỏ qua, đó là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine căn cứ vào vùng dịch tễ của vùng chăn nuôi của mình để lên được cái lịch kế hoạch để tiêm vaccine sao cho phù hợp với vùng. Và đặc biệt chúng ta cần phải chú trọng những cái vaccine liên quan mầm bệnh do virus gây ra. Ví dụ như dịch tả cổ điển, ví dụ như lở mồm long móng và tai xanh. Và đặc biệt đối với heo nái cần phải tiêm được cái vaccine không thể bỏ qua, đó là cái vaccine sảy thai truyền nhiễm hay gọi là khô thai. Đó, cái vaccine rất quan trọng. Cái vaccine này sẽ được tiêm trước khi lấy giống. Như vậy còn nhất rất là nhiều cái loại vaccine khác, nhưng mà tôi đề xuất ở đây chúng ta cần phải tiêm những vaccine theo cái vùng dịch tễ của chúng ta hay xảy ra. Có một số quý bà con đã nói hỏi tôi rằng vậy thì nhiều vaccine đấy thì tôi làm thế nào? Những cái vaccine mà liên quan ở dịch tễ của mình, những cái bệnh không hay xảy ra thì chúng ta có thể tạm thời để lùi lại. Còn những cái bệnh hay xảy ra tuyệt đối không bỏ qua. Như vậy, đấy là cái bước thứ 3, yếu tố về quản lý trong vấn đề sau của chăm sóc nuôi dưỡng, đó là yếu tố về phòng dịch bệnh. Và chúng ta cần phải hạn chế tối thiểu việc lây bệnh ở các cái nguồn mang về. Chúng ta hạn chế các cái nguồn lây bệnh bằng cách là hạn chế người ra vào phải kiểm soát và thông qua vệ sinh khử trùng. Đáp ứng được thì chúng ta mới cho vào.
Thì đó là ba cái bước quan trọng trong quá trình nuôi heo nái. Nếu quý bà con cùng các bạn làm được đúng ba cái bước như trên, tôi tin chắc việc nuôi heo nái sẽ mang lại cái hiệu quả rất cao. Và tôi tin chắc rằng ở đây đến phần này quý bà con cùng các bạn sẽ đặt câu hỏi: chúng tôi đã nuôi nái rất nhiều kinh nghiệm, và tôi cũng mong muốn những quý bà con nào đang nuôi nái mà có kinh nghiệm hãy chia sẻ vào cái phần bình luận ở dưới video để chúng ta cùng có những cái kiến thức tốt để chia sẻ hỗ trợ cho quý bà con khác cùng nhau phát triển chăn nuôi đạt được hiệu quả tốt hơn. Và tôi xin được cảm ơn quý bà con đến giờ này vẫn theo dõi video này của tôi. Và hãy nhớ đăng ký vào kênh của tôi, bấm vào cái nút chuông thông báo để nhận được cái video mới hơn. Một cái việc quan trọng nữa là không được quên, những quý bà con đang nuôi nái của mình hãy chăm sóc và làm thật tốt về cái khâu về chăm sóc cũng như phòng dịch bệnh của trang trại mình. Xin cảm ơn quý bà con cùng các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.